Xe đạp thể thao viết.com xin chào bạn. Trong video này, shop ra mắt giới thiệu và bán tới bạn xe đạp carbon cao cấp Savadex, mẫu MTB đỉnh nhất thị trường, mẫu 2022, siêu đẹp và cao cấp. Vâng, Savadex vốn luôn là mẫu xe đạp địa hình carbon cao cấp được săn đón nhất thị trường từ trước đến nay và luôn trong tình trạng cháy hàng. Thời gian vừa rồi, Savadex hết hàng, rất nhiều anh chị đặt hàng và mong đợi hàng về. Hãng Sava sở dĩ ra hơi lâu vì mang tới khách hàng một món quà mới, đó chính là thiết kế mới trong mẫu Savadex siêu đẹp và thời trang. Savadex 2022 hiện đang có 5 màu. Màu đầu tiên đó là màu đen đỏ, màu thứ hai là màu đen xanh, màu thứ ba là màu đỏ trắng, màu thứ tư là màu xanh và màu thứ năm đó chính là màu trắng. Và từng màu sắc shop sẽ review chi tiết giới thiệu để bạn thích màu nào bạn xem màu đó, bạn hợp màu nào bạn mua màu đó khi đến với shop xe đạp thể thao viết.com. Mua xe đạp rất đơn giản và nhanh chóng, mua online nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao viết.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán cho bạn siêu phẩm MTB Savadex của Đức và Savadex mẫu 2022. Đây là chiếc màu xanh rất đẹp bạn nhé, rất đẹp. Savadex, thương hiệu của Đức, Sava đang dẫn đầu về dòng xe đạp thể thao của bò, và với Savadex này luôn được khách hàng săn đón, tìm mua và luôn trong tình trạng cháy hàng. Và đây là mẫu 2022 shop giới thiệu và bán cho tới bạn trong video này. Savadex, các đường nét thiết kế cực kỳ đẳng cấp, mạnh mẽ, khỏe khoắn, và với chất sơn công nghệ ô tô, sơn nhiều lớp bóng đẹp và màu xanh này rất khỏe, rất đẳng cấp và rất sang chảnh thì bạn sử dụng hữu Savadex này. Sava sử dụng sợi carbon mark T800 của nhà máy Touré Nhật Bản với công nghệ Innovation Technology, thiết kế từ Đức và nhà Gemini. Và màu xanh phối thêm những cái viền màu đen này rất hoàn hảo, hoàn mỹ luôn, cực kỳ siêu chất, cáp âm khung. Và với khung của Savadex thì đang được hãng Sava bảo hành lên tới 60 tháng, tức là 5 năm. Từ nhà máy bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng, rất chất và vĩ. Cùng với chiếc phục hơi của hãng Koto và một thương hiệu rất nổi tiếng phục hơi. Và bên này có một cái van để thăm hơi bạn nhé. Công nghệ khóa phuộc ABS cộng, chỉnh phuộc nhiều nức và khóa và mở nhiều nức khác nhau. Phô tầng tay lái cọc yên bằng hợp kim nhôm của hãng Koto, sử dụng yên mút bọc da, da PU, da chống nước, một chiếc yên rất êm. Và khi bạn sở hữu Savadex này thì bạn không cần phải mua thêm bọc yên, bởi vì yên rất là êm rồi và được dập nhiệt rất thoáng khí, có đường rãnh ở đây. Sử dụng cặp vành bánh cỡ 27,5 inch với vành nhôm hai lớp của hãng Koto, lan hoa bằng thép, sử dụng cặp Meyer bằng nhôm Kaczynski bi bạc đạn chạy siêu chớn, cùng với cặp lốp Continental Racing 27,5 x 2.0, chạy rất trường xè, rất đã và bao phê luôn bạn nha. Khi sử dụng xe cỡ bánh 27,5 inch và đặc biệt trên chiếc Savadex này, phuộc hơi thì chạy rất êm tay và rất êm tay. Savadex đã được trang bị bộ truyền động của Nhật Shimano DR-M6000. Tay đề số Shimano DR-M6000 với tay đề đĩa bên tay trái điều khiển bộ đồ đĩa 3 tầng và tay đề bên tay phải 10 số điều khiển bộ níp có 10 tầng. Cùng với gạt đĩa Shimano DR-M6000, gạt đĩa sử dụng gạt kéo ngang này, vào số rất nhẹ, chính xác và mượt. Và hãng Sava đã trang bị sẵn những cái chấu đây để khi bạn thay đổi bộ truyền động cho Savadex này đều rất dễ dàng. Gạt líp Shimano DR-M6000 điều khiển níp thả 10 tầng của hãng sân sàng cùng với xích KMC X10 bạn nha. X10, bộ đồ đĩa trục rỗng của hãng Review, 3 đĩa trục rỗng Review Suolo, vâng, 3 đĩa. Cốt giữa sử dụng cốt FBB. Vâng,
Và ngay sau đây, shop sẽ vận hành bộ truyền động này để bạn xem độ chớn của Savadik mẫu 2022. Bạn thấy này, chạy rất êm đúng không ạ? Chạy rất êm luôn. Rất êm. Và tiếng nổ níp thì tí tách, tí tách, tí tách. Và cái độ chớn này rất cao. Để kiểm tra độ chớn, bạn có thể cho quay chậm và khi dừng lại nó hơi lùi một chút là độ chớn cực mượt luôn bạn nhé. Cực mượt luôn. Rất chớn, bạn thấy là quay chậm như này mà rất chớn rồi. Đó, hơi hồi một chút. Và kiểm soát tốc độ bằng hệ thống phanh đĩa dầu, phanh thủy lực của hãng Shimano. Vâng, bạn thấy là bóp nhạc rất nhẹ nhàng, dễ dàng kiểm soát tốc độ và phanh rất ăn. Đấy, rất ăn luôn. Và độ bền cực cao. Và về sau này bạn chỉ cần mua máu phanh, thay máu phanh là được. Đường kính đĩa là 160, đĩa phanh bằng thép. Vâng, Savadik mẫu 2020 Hà từ hãng Sava, thương hiệu của Đức. Đây là màu xanh cực đẹp bạn nhé, rất vip. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm về Savadik này, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao Vietcombank qua số điện thoại hotline 0983315936. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Đến với shop xe đạp thể thao Vietcombank, mua xe rất đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, bạn đừng quên đăng ký kênh. Vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày, shop luôn giới thiệu tới bạn nhiều sản phẩm mới, và qua những video này bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp khi đến với shop xe đạp thể thao Vietcombank.